Xin chào tất cả mọi người ha, lại là TT1985 review đây. Thì hôm nay mình cũng có ra vài con điện thoại, thì mong rằng mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ với TT nha, 0963 595 262. Và mọi người lưu ý là video clip hôm nay là ngày 6 tháng 5 nha mọi người. Thì cái ngày tháng rất là quan trọng, tại vì mình TT một tháng mình ra rất là nhiều video clip mọi người. Thì mọi người lưu ý là video clip hôm nay là ngày 6 tháng 5 ha. Thì mình có để thường thường là ngày tháng thì mình để trên đây, và số điện thoại thì mình để góc bên đây đó, mọi người lưu ý nha. Và những con điện thoại thì mình có đánh số thứ tự hết rồi đó mọi người. Một là mọi người cứ nói rõ là tên con điện thoại, hai là mọi người cứ nói là TT mình muốn mua con số 9 đó, video clip ngày 6 tháng 5 thì mình sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn. Hoặc là mọi người cứ nói rõ ra là lấy con Samsung J7 Pro nha. Và những cái thông tin máy mình cũng có để ở phía dưới đây hết nè, mọi người tham khảo nha. Nhận hàng thì mọi người cứ được quyền mở hộp, kiểm tra máy, test máy ok hết vì mới thanh toán. Còn video clip trên đây thì TT sẽ nói sơ thôi. Có những con nào mà lỗi lầm thì mình sẽ nói lỗi ở trên đây luôn. Còn những con nào mà máy đẹp full hết thì mình chỉ nói sơ sơ qua cho mọi người thôi nha. Máy ok lắm mọi người ha, hôm nay toàn là máy ngon không. Rồi thì con đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người là con số 1 đây nè. Đây là con số 1 nè mọi người, là Samsung nha, Samsung A3 đời 2015 thôi mọi người. Nhưng mà con này là màn hình của nó là AMOLED nha, RAM 2, bộ nhớ là 16, pin là có 1900 nè. Con này chip Snapdragon luôn, 410, 4G, xài được SIM nha. Con này thì có cái nút đây nè, cái nút nguồn nó hơi cứng, nên mọi người bấm mạnh một tí xíu nha. Màn hình thì hiển thị rất là đẹp nè mọi người nha, màn hình hiển thị đẹp, mua con này về xem YouTube ok, nó có 450 thôi mọi người nha, 450 tặng cho bộ sạc nữa. Màn hình AMOLED, nói chung là màn hình AMOLED thì mọi người biết rồi. Đó, mua những con này về cho các bé xem YouTube này nọ ngon, lướt ngon lành gành đào nha mọi người nhá. Đó, YouTube hoặc là TikTok đều ngon lành gành đào hết á. YouTube hay là TikTok đều ok hết nha mọi người. Đó, lướt bao mượt, màn hình đẹp chưa. Đó, 4 xị thôi mọi người, con này thì chỉ có 400k thôi. Đó. Rồi con số 2 nè, con số 2 là một con gì đây, con V Smarta 4. Con này lập được cái là bản RAM 4 nha mọi người, RAM 4, bộ nhớ là 64, màn hình là 6.09 inch HD cộng. Chip con này là chip Helio B35, pin là 3500 nha. Con này thì mình để lại cho mọi người giá 1.200.000. Con này mình thu lại từ người dùng mọi người, chưa reset luôn, hình còn rất của người dùng luôn nè. Đó, máy full hết, màn hình hiển thị đẹp, được cái là bản RAM 4, bộ nhớ 64, giá 1.200.000 thôi mọi người. V Smarta 4 nha, pin cũng rất là trâu luôn á, 3500. Rồi con số 3 nè, con số 3 là con Redmi Note 4 nha, Xiaomi Redmi Note 4, RAM 3, bộ nhớ là 32, 5.5 inch HD cộng, RAM 4 nha mọi người. Xài được 4G, và con này thì là chip Snapdragon luôn, chip Snapdragon là 625, pin là 4100, giá là 950 nha. Máy cũng ok nè, mua mấy con này thật sự mọi người, mua mấy con này về, mình quên mở nguồn hay sao rồi, mua mấy con này về á, về xem YouTube, Zalo, Facebook hoặc là chơi game. Con này là chơi game Free Fire được luôn nè, tại cái này là chip ròng mọi người, giá có 950 à. Con này mình quên mở nguồn lên. Nói chung là màn hình hiển thị rất là đẹp mọi người ha. Rồi Redmi Note 4 thì mọi người mà quan tâm á, mọi người cứ qua bên Zalo cho mình một cái tin nhắn TT mà TT review lại con số 3 đó. Mọi người cứ cho mình một cái tin nhắn bên Zalo, tin nhắn bên Zalo thì mình không có chặn ai hết. Mọi người cứ muốn cái yêu cầu của mọi người như thế nào, mọi người cứ cho mình một cái tin nhắn thì mình sẽ rep cho nha. Đó. Rồi con số 4 nè mọi người, con số 4 là con Vivo i66 nha, RAM 3, bộ nhớ là 32, chip Snapdragon luôn á, 435, cam là 16 chấm, pin là 3000. Con này thì mình để cho có 900, màn hình hiển thị rất là đẹp luôn mọi người. Đây đó, màn hình hiển thị rất là đẹp, full hết tất cả, TikTok nè, TikTok, YouTube nè, Messenger, Zalo, Facebook đầy đủ hết nha, full hết tất cả. Máy chỉ có 9 xị à, màn hình hiển thị rất là đẹp nha. Mua về những con này thì mua về là máy phụ là rất là ngon, 900.000 thôi. Con số 4, số 5 nè mọi người. Đây, con số 5 là con Oppo A37, hay còn gọi là Oppo Neo 9 cũng là nó nha. RAM 2, bộ nhớ là 16 nha mọi người, RAM 2, bộ nhớ 16, thích hợp mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube. Pin là 2630, chip Snapdragon luôn, 410, màn hình là 5 inch. Con này thì hiện tại TT thanh lý có 700.000 thôi, tặng bộ sạc, cường lực và một cái ốp lưng như thế này, 7 xị thôi. Mua về trải nghiệm xem YouTube, cho các bé xem YouTube là ngon ha. YouTube hoặc là TikTok ngon lành cành đào nha. Máy chung nè,
Nói chung là mình không có mở nhạc được, tại vì mọi người thông cảm sợ là bị bản quyền đó nên không có mở nhạc được. Nghe nhạc rất là im luôn á. 700k thôi. Oppo Neo 7 nha. Quên, Oppo Neo 9 hay còn gọi là Oppo A37. Rồi tiếp theo là mọi người. Con Huawei. Huawei i7 Pro đời 2019. RAM 3 bộ nhớ là 32, 6,26 inch HD cộng chip Snapdragon luôn á mọi người. Chip Snapdragon là 450, pin là 4000, xài được 4G nha. Thật sự mấy mọi người biết mà con này xài, con này là TD đã thay một cục pin mới rồi mọi người. Con này xài một thay một cục pin mới rồi, pin rất là trâu luôn. Đó. Con này thì vỏ viền thì nó hơi có cũ có chày, thì TD có tặng cho mọi người một cái ốp lưng bao đẹp nha, ốp lưng bao đẹp luôn. Màn hình mặt kính luôn mà mọi người. Đó. Giá thì 1 triệu 2 thôi. Chip Snapdragon nha, con này mọi người mua về chiến game còn được nữa ha. Có 1 triệu 2 thôi. À con này là con số 7 nha mọi người. Mình nãy mình chưa nói con số 6, mình nói con số 7 mất tiêu rồi. Số 7 nha, trắng và màu đen nè. Đó. RAM 2 bộ nhớ 16 nha, màn hình là 6 inch, chip là chip MediaTek MT6739, xài được 4G, pin là 3000. Nói chung là màn hình thì ok, mua về các kiểu nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu ngon ha. Đây, mình mở YouTube lên cho mọi người xem. Nói chung mấy con này màn hình nó 6 inch và mọi người xem YouTube này nọ là ok rồi. Đó, chữa cháy. Nghe nhạc bao đã nha. Nói chung là con đó, mọi nghe không? Nhạc bao to luôn á, tại vì mình không dám mở nhiều. Mình không dám mở nhiều sợ là nó bị bản quyền đó. Tắt liền mọi người ơi. Nói chung là mình không sao. Mở nhiều sợ bản quyền nhạc nó hạn chế lắm. Đó mọi người thông cảm nha. 750 một cây. Ha, Phi Mắc Pi 3 mua về xem YouTube, Zalo, TikTok ngon lành cành đào ha. Rồi tiếp theo ha mọi người ha, nãy là con số 8 rồi đúng không? Thôi bây giờ mình có mấy cây máy tính bảng này thì mình cũng giới thiệu cho mọi người mấy con máy tính bảng luôn ha. Đây là ốp Samsung nè mọi người. Ha, máy rất là đẹp luôn á. Samsung Tab A 10 inch nha, hay còn gọi là Samsung Tab A T515 đời 2019. Cái này là mình chưa có lau chùi nè. Đó, bản của nó là con này là cấu hình của nó là RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được SIM, xài được 4G luôn nha mọi người. Và pin của nó tới 6150 lận ha. Nói chung là máy hơi bị ngon. Đây. Đây màn hình rất là to luôn, 10.1 inch. Con này là mọi người mua về hát karaoke là bao đẹp. Đó. Gắn SIM vô nghe gọi được luôn nha mọi người. Gắn SIM vô nghe gọi được. Đây. Đó, con này thực màn hình rất là to, mọi người mua mấy con này về á xem YouTube hoặc là hát karaoke là bao mượt bao đã nha, bao mượt bao đã luôn. Đó. Thì con này thì mình để tại mọi người biết sao không? Con này thì mình không dám mở nhạc thì sợ nó bản quyền đó nè. Mọi người thấy tiên tiên lướt không nha, máy bao ngon. Mọi người muốn kỹ hơn cứ qua bên Zalo cho mình một cái tin nhắn nha, mình sẽ review, mình mở nhạc hay là cam kiếp mình mở cho anh em xem hết đó. Nên cứ yên tâm, tại vì anh em biết sao không? Nhận hàng á, thì mình được quyền mình mở hộp, mình kiểm tra máy, test máy ok hết thì mới thanh toán. Thì không lẽ là TT gửi cho mọi người một con máy hư để mà cái hàng của mình để trả đi trả về, đúng không mọi người? Đó, nên mọi người cứ yên tâm cái vấn đề đó. Máy có sao thì TT nói vậy rồi. Con này thì mình để lại cho 2,5 triệu thôi. Máy rất là đẹp luôn mọi người. Con này là zin hết nguyên cây luôn á nha. Máy bao đẹp Samsung Tab A 10,1 inch T515 đời 2019 nha mọi người. Đó. 2,5 triệu thôi mọi người. Rồi tiếp theo nè. Con gì đây? Đây. iPad, đây là iPad E1, A1 có mọi người, iPad A1, bản 16GB, con này là bản Wi-Fi thôi ha. 9,7 inch, pin là 8600, con này thì hiện tại mình sẽ thanh lý cho mọi người giá là 2 triệu 2 nha. YouTube nè, TikTok, Facebook gì, Free Fire gì, Roblox gì đây này mọi người, đầy đủ hết á. Nói chung là mấy con này thì mọi người cũng vậy, mua về các kiểu Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon. Mấy con iPad thì mọi người biết rồi, cấu hình nó cũng tương đối ngon mà hát karaoke cũng rất là ok nha. Pin rất là trâu mọi người. Đó. Thì ngoại hình là như thế này. Viền bút thì cũng có phải có chày một tí xíu. Đây. À. Lướt bao mượt nha. Rồi, con này thì iPad E1 TT sẽ để lại cho mọi người giá là 2 triệu 2, tặng cho một cái bao da nữa mọi người ha. Tặng cho mọi người thêm một cái bao da giống như thế này nè. Đó, bao da đẹp như thế này luôn. Ok chưa? Đó. Rồi iPad E1 đó là giá 2 triệu 2 nha mọi người. Rồi tiếp theo ha mọi người ha, một con Samsung Tab nữa nè. Con này thì màn hình nó có 8 inch thôi nha, cũng gắn SIM vô xài được, gắn SIM vô để nghe gọi được luôn nha. Gắn SIM về xài được 4G nghe gọi được luôn nha mọi người. Đó, con này là Samsung Tab A8 hay còn gọi là T295. Cấu hình của nó là bản RAM 2, bộ nhớ là 32
Ha, chip Snapdragon là 429, pin là 5000. Con này thì hiện tại TD để là giá 1,4 triệu. Vỏ viền thì cũng ok, màn hình cũng ngon lành cành đào nha. Mua mấy con này thì mọi người biết rồi, gắn sim vô nghe gọi được, Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon nha mọi người. Đây, YouTube này. Mấy con này thì mình sẽ để lại, con này thì để lại có 1,4 triệu thôi. Gắn sim vô nghe gọi là ngon lành cành đào nha. Giá là chỉ có 1,4 triệu cho mọi người xài. À, đây. Tại vì mọi người biết sao, những con điện thoại mình kết nối nó wifi nhiều quá nên cái wifi của nhà mình nó cũng hơi bị yếu ha. Đây, âm thanh to rõ nha. Âm thanh to rõ nên mọi người cứ yên tâm, máy có sao mình sẽ nói dậy cho mọi người. Đó, máy ok, full hết tất cả, gắn sim vô nghe gọi được luôn nha. Con này thì để lại cho mọi người giá 1,4 triệu thôi. Samsung Tab A8 nha mọi người. Mọi người lưu ý nha, mọi người mua con nào á thì mọi người nhớ là để ý cái tên ở đây nè, hoặc là số. Cái này thì mình không có để số mấy con máy tính bảng thì TT quên để số thứ tự mất tiêu rồi. Thì mọi người lưu ý, mọi người mua con nào á thì mọi người nhớ cái dòng chữ ở dưới đây nè. À, mình có giới thiệu là Samsung Tab A8 thì mình có cái dòng chữ ở phía dưới đó luôn, và cái cấu hình của nó mình cũng để cái hàng chữ phía dưới đây luôn. Mọi người cứ lưu ý cái vấn đề đó ha. Con này thì giá có 1,4 triệu thôi nha. Hôm nay thì máy tính bảng cũng hơi nhiều đó, mà cũng máy nào cũng rất là ngon mọi người, giá thì cũng bắt rất là rẻ luôn cho mọi người. Như con này nè ha, con này cũng là máy tính bảng Samsung nha, Samsung Tab A T285. Con này là màn hình của nó là 7 inch, RAM 1.5, bộ nhớ 8, gắn sim vô nghe gọi được luôn nha mọi người, dùng được 4G, gắn sim vô nghe gọi được luôn. Pin là 4000, con này hiện tại TT thanh lý chỉ có 800.000 thôi nha, 800.000 đó. Màn hình hiển thị rất là đẹp nè, YouTube nè, TikTok nè, ngon lành ha. Đây, YouTube thì ngon lành cành đào. Mọi người mua mấy này về có 800 ngàn à, tặng cho bộ sạc đó. Nhạc bao đãi nha mọi người. Màn hình thì nói chung là to, âm thanh thì nghe rõ đó. Con này thì chỉ có 8 xị cho mọi người thôi đó. Tối về nghe nhạc thì bao đã rồi. Đây, TikTok nè. Đây, đó, TikTok nè mọi người thấy không, chỉ có 8 xị cho mọi người. Lướt TikTok như thế này quá ok rồi. Pin bọt rồi cũng tương đối ngon đó. À, rất là nhanh nha. Rồi, con này thì Samsung Tab A 7 inch đó mọi người, hay còn gọi là T285. Con này giá 800 ngàn thôi nha. Đó. Rồi tiếp theo cũng còn một con máy tính bảng nữa nè. Con này là Lenovo. Máy tính bảng Lenovo Tab 3 ha. RAM 2, bộ nhớ là 16, xài được 4G, cũng xài được SIM luôn. Màn hình con này là 8 inch. Đó, chip là chip MT8735, pin là 4200. Giá con này thì hiện tại TT để là 1,150,000. À, bao đẹp nha mọi người. Đây, à, ứng dụng đây nè mọi người ơi, YouTube nè. Nói chung mấy con này thì giá rất là bèo luôn, mà cảm ứng màn hình như thế này là xài quá ngon rồi. Mua về tối nghe nhạc là bao đã. Đó, rõ không? À, đó. Nói chung mình cũng không dám mở nhạc nhiều đâu mọi người, tí tắt liền bây giờ đó. Đó, mình vừa mở nhạc mình vừa nói để không có nó nhạc nó bị nó lắng bớt cái tiếng nhạc đi nha. Ngon lành cành đào. Máy tính bảng Lenovo nha, RAM 2, bộ nhớ 16, xài được SIM luôn. Màn hình của nó là 8 inch á. Con này thì giá là 1,150,000 nha mọi người. Có con Lenovo á là 1,150,000 ha. Cái này là iPad Gen 5 nha, tặng cho mọi người một cái ốp lưng đẹp chưa. Đây, ngoại hình thì cũng tương đối ok, iPad Gen 5 bản 32GB nha. Đây, mọi người chờ TT một tí xíu. Đây, đó, chưa lau chùi á mọi người, con này chưa lau chùi nên nó còn nè. Nhưng mà con này có dán keo rồi, con này thật sự mọi người dùng họ dán kỹ á, họ có dán keo, mọi người tháo cái keo này ra là TT nghĩ là mới ken luôn. Còn nếu mà mọi người không tin thì mọi người muốn TT tháo thì mình anh em chốt đi, TT sẽ tháo ra cho xem mới ken. Đó, người dùng họ rất là kỹ luôn nè, nha. iPad Gen 5 9,7 inch, tương đương với là con này là coi như là bản RAM 2, bộ nhớ là 32 á mọi người. RAM 2, bộ nhớ là 32, pin cũng rất là trâu luôn, 8600. Bản Wi-Fi nha, con này là bản Wi-Fi. Đây nè, màn hình. Mấy con này thật sự mua về cho các bé học online hay là mình hát karaoke là hết bài luôn nha, hết nước chấm. Đó, con này là bản Wi-Fi thôi, không có dùng SIM 4G nha mọi người. Giá thì là 3,8 triệu nha, iPad Gen 5. iPad Gen 5 giá 3,8 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện nha. Ốp lưng và cho mọi người một bộ sạc của iPad luôn, bộ sạc cũ to như thế này nè ha, bộ sạc của iPad cũ to đó, 3,8 triệu nha mọi người. Rồi bây giờ con số 9 nè, tiếp tục là số thứ tự nha. Số 9 là Samsung J7 Pro có 2 cây, RAM 3, bộ nhớ là 32, màn hình là Super AMOLED 5,5 inch Full HD cộng ha. Chip là chip Exynos nha, 7 8
7870 4G, pin là 3600, giá là 1.300.000 thôi, tặng đầy đủ phụ kiện. Mình có hai cây nè, con này thì mình mở nguồn rồi nè, con còn màu gold thì mình chưa mở nguồn. Như nhau thôi mọi người, màn hình hiển thị rất là đẹp ha, full tất cả, giá là 1.300.000 nha. Đó, có hai màu xanh và màu gold, mọi người thích lấy màu nào thì lấy. Máy full hết tất cả nha, giá 1.300.000. Rồi số 9 này đúng không? Số 10 là Oppo A3s nha mọi người. Oppo A3s. Con số 10 trước đi. Số 10 là Oppo A3s. Con này thì bản của nó là bản RAM 2 bộ nhớ 16 thôi. RAM 2 bộ nhớ 16, màn hình là 6.2 inch HD cộng, chip Snapdragon luôn mọi người. Đó, chip Snapdragon là 450. Nói chung mà con này chỉ cái là RAM 2 bộ nhớ 16 thôi nha. Giá thì mình con này thì mình sẽ để lại cho mọi người 1.100.000. Máy rất là đẹp nha mọi người. Tặng đầy đủ phụ kiện, ốp lưng cường lực, bộ sạc. 1.100.000 thôi, bản RAM 2 bộ nhớ 16. 1.100.000. Còn cái con này nè, số 11 nha, cũng là Oppo A3s và con này là bản của nó là bản RAM 6 bộ nhớ 128. Máy đẹp cực kỳ nha. Cái lô trước á mọi người, cái lô trước TT để có 1.500.000 thôi, bản RAM 6 bộ nhớ 128 á, TT để 1.500.000, nhưng cái lô này máy đẹp cực kỳ nha. Tùy theo cái lô mình nhập về. Cái lô này là máy rất là đẹp luôn. Đó nên mình sẽ lên cái giá là 1.600.000 nha. Tiền nào thuộc có đó mọi người cứ yên tâm. Màu đen nè, màu xanh nè, màu hồng nè, có 3 màu. Màn hình thì hiển thị thì bao đẹp. Đây, đó mình mở một con sẵn cho mọi người nè. Đây, mình chỉnh cái độ màn hình nó sáng sáng cho mọi người dễ nhìn. Đây, đó, full tất cả nha mọi người. Bạn con này thì bạn số 11 là bản RAM 6 bộ nhớ 128. Pin cũng rất là trâu, chip Snapdragon 450, chơi game được nha. Có 3 màu, màu xanh, màu hồng và màu đen. Đó, rất thích hợp cho nhiều lứa tuổi luôn. Rồi số 11, số 12 nè mọi người. Số 12 là Samsung A10s. Samsung A10s, máy đẹp keng nha, 97% luôn á. RAM 2, bộ nhớ là 32, màn hình là 6.2 inch HD cộng. Chip con này là chip Helio B22. Cam là 13 chấm nha, pin là 4000, giá 1.400.000 thôi. Đây, màn hình hiển thị đẹp. Full hết tất cả luôn mọi người nha. Đó. Con này hơi bị ngon, máy đẹp nha, vân tay đầy đủ. Còn đúng một cây, giá 1.400.000 thôi. Số 13. Số 13 là một con Samsung A03 ha. RAM 3 bộ nhớ là 32 nha, 6.5 inch HD cộng, xài được 4G. Chip của nó là chip Unisoc T606. Cam là 48 chấm, pin là 5000, giá là 1.700.000 nha. Máy rất là đẹp luôn, màn hình to ha. Máy full, mấy con này thì mọi người mua về, nói chung là những anh chị nào lớn tuổi thì cũng rất là ngon. Tại được cái là pin lại 5000 đó mọi người, rất là trâu nha. Còn màu đen rất là đẹp luôn. Đó. Máy ok full hết tất cả. Giá 1.700.000 nha mọi người. Nói chung là tiền nào thì của đó thôi. Máy đẹp đó, nên giá nó hơi cao đi xíu. Rồi tiếp theo là số 14 nè. Samsung Z7 đời 2016, 5.5 inch. Màn hình của nó là màn hình AMOLED luôn mọi người, Super AMOLED ha, HD cộng. RAM 2 bộ nhớ 16, cam là 13 chấm. Chip là chip Exynos nha. Máy rất là đẹp luôn. Hai con giống nhau, mọi người thích lấy màu nào thì lấy. Con này thì mình cài hình nền rồi, con này thì mình chưa cài hình nền thôi, nói vậy thôi. Ha. Máy thì màn hình Super AMOLED, chip là chip Exynos 7870, 900K một con ha. 900K một con thôi là chính xị với mọi người. Màn rất là đẹp luôn, máy này mua về Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon lành cành đào ha. Số 14, số 15 nè. Redmi 9C, Xiaomi Redmi 9C ấy mọi người, RAM 3, bộ nhớ là 64, 6.53 inch, chip là chip Helio G35. HD cộng nha mọi người, màn hình là 6.53 inch HD cộng luôn. Chip là Helio G35, cam là 13 chấm, pin là 5000. Con này hiện tại TT để là 1.450.000. Máy ok, màn hình đẹp nha mọi người. Pin rất là trâu luôn, full hết tất cả. 1.450.000 thôi. Số 15, số 16 nè. Số 16 là một con Realme C15, màn hình to, 6.5 inch HD cộng. Chip là chip Snapdragon luôn mọi người, 460, RAM 4 bộ nhớ là 64. Cam là 13 chấm, xài được 4G, pin là 6000. Pin con này hơi bị trâu nha, pin con này hơi bị trâu và sạc ở chế độ là sạc nhanh ở 18W, giá là 1.750.000 ha. Đó. Thì nói chung là mọi người ơi, nói chung là mình cũng nói nhanh nhanh tí xíu tại cho đỡ mất thời gian á, thì mọi người muốn xem cái cấu hình của những con điện thoại thì mình có cái dòng ở phía dưới đây nè, thì mình cũng có ghi rõ ràng ở dưới đây rồi. Tên con điện thoại và cái cấu hình hoặc là pin hoặc là chip nó như thế nào mình cũng có nói, cái mình cũng có ghi chú phía dưới đây nè. Đó, thì mọi người cứ lưu ý cái vấn đề đó nha. Và TT thì nói hơi nhanh một tí xíu, thì mọi người nếu mà trường hợp mọi người nghe không kịp á, thì mọi người cứ qua bên Zalo. Đó, Zalo mình số này nè, 0963 595
262, cứ cho mình TT một cái tin nhắn thì TT sẽ giải thích rồi sẽ review kỹ hơn cho mọi người xem nha. Giá mà con này rất là đẹp luôn mọi người, full hết tất cả ha. 1.750.000 thôi, con số 16. Rồi tiếp theo là con số 17 nha mọi người. Số 17 nè, Oppo F5. Quên lộn, sorry mọi người, Oppo F7 lần. Oppo F7 RAM 4, bộ nhớ là 64, màn hình là 6.23 inch full HD cộng. Chip là chip Helio B60, cam là 16 chấm. Ngoại hình thì có phải có chày nha mọi người ha. Đây, trên đây có bị chốc thủy cái màn, quên cái lưng bị chốc thủy tí xíu đây nữa nè. Đó, pin là 3.400. Con này thì mình để lại cho mọi người giá là 1.400.000 thôi nha mọi người. 1.400.000 đó. Màn zin, vỏ zin, men zin hết nha mọi người. Oppo F7 giá bao bèo luôn ha. Chỉ có 1.400.000 F7 mà. Cái con này thì cái nút nguồn nó hơi thụt vô trong tí xíu. Bấm nó cũng đơn giản thôi mọi người, bấm vẫn được nè ha. Nó cứ nghe nó hơi thụt vô trong tí xíu thôi. Đó, giá 1.400.000 thôi, số 17. Rồi số 18 nè mọi người. Số 18 là Samsung A8, Samsung A8 Star ha. Màn hình là 6.3 inch full HD cộng. Màn hình của nó là màn hình AMOLED luôn nha mọi người. RAM 464, 4G, cam là 16 chấm. Chip ròng nha, chip nắp ra gần là 660, pin là 3.700. Con này hiện tại TT thanh lý cho mọi người giá chỉ có 1.700.000 thôi nha. 1.700.000 mọi người xài có hai màu, con màu đen là mình chưa có tháo ra nè mọi người. Có một cái miếng keo á dán cái ni lông á, mình chưa tháo ra. Máy đẹp như nhau, có hai màu, mọi người thích lấy màu nào thì lấy ha. Chip nắp ra gần là 660. Mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon nha. Cáp sạc là cáp sạc Tay Si, hỗ trợ sạc nhanh luôn mọi người nha. Màn hình hiển thị rất là đẹp nè. Rồi full hết tất cả. Giá thì 1.600.000 thôi. Giá 1.700.000 nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ có những cái phần quà bất ngờ dành cho anh em nè ha. Nếu mà anh em mua những cái dòng điện thoại tầm 2 triệu trở lên thì TT sẽ tặng cho anh em một cái loa Bluetooth như thế này. Nghe rất là ấm nha mọi người ha. Nghe rất là ấm luôn. Và con này thì mọi người nghe lên đến 12 tiếng lận. Đó. Loa Bluetooth nha, nghe rất là ấm luôn. Nếu mà mọi người mua điện thoại tầm 2 triệu trở lên. Đó, 2 triệu trở lên thì sẽ tặng một cái loa Bluetooth như thế này nha mọi người. Mọi người sẽ có một phần quà như vậy. Và nếu mà trường hợp mà mọi người mua những cái dòng điện thoại mà tầm 3 triệu trở lên ha. 3 triệu trở lên thì TT sẽ tặng cho mọi người một cái tai nghe Bluetooth như thế này. À, tai nghe iPod. Cái này là tai nghe iPod 3 nha mọi người. Tai nghe iPod 3, hàng còn nguyên siêu luôn nè. Đó, hàng còn nguyên siêu luôn. Mọi người mua về nghe bao ấm nha, nghe bao ấm. Nói chung là ví dụ như là người ta gọi tới mình đụng một cái thì nó nghe, đụng hai cái thì nó tắt xuống hay gì đó, thì mọi người cứ đó về mọi người tham khảo giúp mình. Đây, iPod 3 nha. Mọi người mua điện thoại 3 triệu trở lên tặng iPod 3. Quá ok, quá đẹp nha mọi người ha. Rồi thì nói chung là mọi người xem video clip này thì nó hơi dài tí xíu nên mọi người thông cảm giúp mình nha. Hôm nay tại vì máy nó cũng hơi nhiều ha. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu mấy con hàng full hợp cho mọi người nè. Con này là iPhone 11 nha. iPhone 11 Pro Max bản 64GB máy quốc tế, full hết tất cả nha mọi người. Đây. Máy rất là đẹp luôn. Đó, phụ kiện thì sẽ tặng cho mọi người một củ sạc và một dây sạc như thế này ha. Hộp này, hộp là hộp theo máy luôn nha mọi người. Email nè, email còn đầy đủ trùng với con máy luôn nè. Con này thì TT đang thanh lý cho mọi người giá chỉ có 8.900.000 thôi. 8.900.000 nha. Con này là màn zin, vỏ zin, men zin. Và con này là màn zin bốc máy nha mọi người. Con này là màn zin bốc máy nên iPhone 11 Pro Max mà TT để cho mọi người giá chỉ có 8.900.000 thì mọi người hiểu rồi, đúng không? Đó, máy ok rất là đẹp luôn, full hết tất cả ha. 8.900.000 mọi người xài nha. Đây. Màn hình ngon lành, chu tâm này nó còn đầy đủ nè mọi người. Màn zin bốc máy nha. Đó, pin con này là còn pin 92%, pin zin luôn mọi người. Pin zin còn 92% nha. Rồi, đang thanh lý giờ là 8.900.000 thôi, iPhone 11 Pro Max. Màu đen nha. Đó. Rồi tiếp theo nè, có một con Oppo Reno nè. Oppo Reno 8Z, Oppo Reno 8Z 5G nha mọi người. Đó, RAM 8 cộng 4, RAM 8 cộng 4, bộ nhớ lên đến 256, màn hình là AMOLED 6.43 inch. Con này là mình thanh lý tìm bên tiệm cầm đồ về mọi người. Full HD cộng nha. Bản 5G. Chip nắp ra gần là 695, cam là 64 chấm, pin là 4.500. Con này là sạc nhanh ở chế độ là 33W, tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người nha. Giá thì hiện tại TT sẽ để lại cho mọi người là 5.500.000 nha. Đó, ok chưa? Máy bao đẹp. 5.500.000 thôi mọi người ha. Oppo Reno 8Z bản 5G giá bao bèo luôn, tặng đầy đủ phụ kiện nha.
giá 5,5 triệu. Rồi tiếp theo là một con iPhone 14 Pro Max nè mọi người. iPhone 14 Pro Max bản 256GB máy quốc tế nha. Con này thì mình mới thu lại từ người dùng nha mọi người. iPhone 14 Pro Max 256GB máy quốc tế, pin là còn 95%, zin keng hết nha. Giá thì hiện tại TT sẽ thanh lý cho mọi người là 23.500.000. 23.500.000 nha. Đó, phụ kiện đầy đủ nha, email luôn nè mọi người, email trùng với máy nha. Tặng cho mọi người dây sạc không? Tặng cho mọi người thêm một củ sạc, một tai nghe iPod 3 ha. Củ sạc, dây sạc, nói chung là tặng đầy đủ, ốp lưng cường lực luôn. Đó. Máy ngoại hình đẹp nè. Pin thì còn 95% nha. Máy thì ok hết. Con này thì hiện tại TT sẽ thanh lý cho mọi người, giá thì chỉ có 23.500.000 thôi nha. Máy bao đẹp, full hết tất cả. Đó. Đây. Bản quốc tế cho mọi người, 256GB. Máy cực kỳ đẹp luôn á. Rồi, nếu mà trường hợp mà anh em nào mà lại đây xem máy, lại đây mà xem máy thì mình sẽ phích nhẹ cho anh em nha. Đó, phích bớt cho anh em tiền xăng. Máy bao đẹp luôn, mình thu lại từ bên tiệm cầm đồ về nha mọi người. Rồi, iPhone 14 Pro Max rồi đúng không? Giờ tới tới Oppo nữa nè mọi người. Nãy là Oppo Reno 8Z 5G đúng không? Còn bây giờ là Oppo Reno 7Z 5G nè mọi người. Oppo Reno 7Z 5G, RAM 8+3, bộ nhớ là 128, chip Snapdragon là 695 nha. Pin là 4,5 triệu. Đây, sạc siêu nhanh luôn mọi người. Con này sạc cực kỳ nhanh luôn nha. Sạc bao nhanh, màu đen nha. Đây, màu đen. Đó, máy còn rất là đẹp keng luôn. Con này thì mọi người lấy thì mình sẽ để cho mọi người giá là 5 triệu nha. Con này thì mọi người lấy thì thôi 4,9 triệu thôi. Đó. Mọi người lấy thì con này TT sẽ để lại cho mọi người 4,9 triệu mọi người xài. Máy ok nha mọi người. Máy bao đẹp luôn, full hết tất cả ha. Rồi, 4,9 triệu nha. Tặng cho mọi người đầy đủ phụ kiện. Đó, Oppo Reno 7Z 5G. Pin rất là trâu luôn ha, mà sạc thì bao nhanh, full hết tất cả. Rồi tiếp theo là con Oppo A56 bản 5G. Oppo A56 luôn nha mọi người, bản 5G, RAM 6, bộ nhớ 128, 6,5 inch, chip của nó là Dimensity 700, pin là 5000 nha. Sạc nhanh ở chế độ là 10W. Giá con này hiện tại TT thanh lý chỉ có 2.950.000 thôi. Màn hình rất là đẹp mọi người. À, màn hình bao đẹp, máy full hết tất cả. Đây, viền vứt là rất là đẹp nha. Đó, để lại cho mọi người 2,9 triệu thôi. Tặng đầy đủ phụ kiện, ok chưa? 2,9 triệu nha. Rồi, nếu mà con này thì để lại cho mọi người. Nếu mà trường hợp mọi người lấy con này, Oppo A56 2,9 triệu, mình sẽ tặng cho mọi người thêm một cái tai nghe iPod 3, ok chưa? Nha. Riêng con Oppo A56 này bản 5G, mọi người lấy giá 2,9 triệu tặng thêm cho mọi người một cái tai nghe iPod 3 luôn. Đó, quá lời đúng không mọi người ha. Rồi tiếp theo ha mọi người ha, thì video hôm nay hơi dài nên có gì mọi người cứ xem từ từ, thông thả mà xem nha. Rồi số 19 nè, Samsung A22 nè mọi người. Samsung A22 màn hình là 6,4 inch, Super AMOLED luôn á. RAM 6, bộ nhớ lên đến 128, chip là chip Helio G80, cam là 48 chấm, pin là 5000, sạc nhanh ở chế độ là 15W nha. Máy ngoại hình đẹp 97-98%, máy zin hết nguyên cây ha, full hết tất cả nha. Màn rất là đẹp luôn nè, vỏ viền màu này là màu rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, máy đẹp tầm khoảng 97-98% nha. Rồi, Samsung A22 giá là 3,3 triệu nha mọi người, 3,3 triệu. Rồi số 20, Samsung Note 10 LED. Samsung Note 10 LED bản 5G, bản hàng nha. Con này là bản hàng, xài một sim, RAM 12, bộ nhớ là 256, chip là chip Exynos 9825, 6,8 inch ha. Con này là màn hình của nó là Dynamic AMOLED nha. Pin là 4300, sạc bao nhanh 45W là mọi người. Sạc bao nhanh 45W. Giá là 6 triệu chẵn nha. 6 triệu chẵn, máy đẹp keng luôn á, đẹp 98-99% nha mọi người, màu trắng. Đó, màn hình cong nè, nói chung anh em thích xài những cái dòng Samsung mà màn hình cong thì mua con này thì hơi bị ngon. Màn hình đẹp không ám ố gì nha mọi người. Màn hình đẹp không ám ố, được quyền mở hộp kiểm tra, nếu mà trường hợp màn hình ám trả lại cho TT ha. Giá là 6 triệu chẵn nha. Samsung Note 10 cộng bản 5G, Note 10 lớn đó mọi người. Số 20. Rồi số 21 nè. Samsung A51, RAM 6, bộ nhớ 128, 6,5 inch HD+, cam 48 chấm,
Chip là Exynos 9611, xài được 4G. Pin là 4000, xài sạc nhanh ở chế độ là 15W nha, 2.450.000 thôi nha. Con này thì TD đang thanh lý giá là 2.450.000. Ở màu hồng ngọc, màu gì, màu xanh ngọc hả mọi người, số 21. À, bao rẻ. Rồi số 22. Samsung A20s. 6,5 inch màn hình HD cộng, RAM 3, bộ nhớ là 32, màn hình AMOLED nha mọi người. Chip Snapdragon là 450, pin là 4000, sạc nhanh nha. Type C hỗ trợ sạc nhanh 15W, giá là 1.650, màu đỏ rất là đẹp luôn. Ha, full hết tất cả. Rồi, con này mình quên mở nguồn rồi anh em ơi. Nha. Con này mình quên mở nguồn mất tiêu rồi. Hay quên mình quên cắm sạc hết pin vậy. Nói chung là hết nguồn, chắc hết pin rồi. Mở nguồn nó không lên nè. Đó thì mọi người mà quan tâm á, thì mình sẽ sạc đầy pin. Đó, mình sạc đầy pin thì mình sẽ review qua Zalo cho mọi người xem. Samsung A20s giá là 1.650.000 nha mọi người. Máy đẹp lắm á, con đó màn hơi bị đẹp luôn. Rồi số 23 nè mọi người. 23 là Samsung A12 ha. Samsung A12 RAM 4, bộ nhớ 128, 6,5 inch HD cộng, chip là chip Helio G35, cam là 48 chấm, pin là 5000. Con này thì sạc nhanh 15W nha, giá 2.500.000 thôi. Hả mọi người. Con này thì để lại cho mọi người giá 2.500.000. Màn rất là đẹp nha, full hết tất cả, 2.500.000 nha, Samsung A12. Rồi số 24. Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi Note 10S đó mọi người, 6,4 inch màn hình là AMOLED full HD cộng, chip là Helio G95, Helio G95 4G, cam là 64 chấm, pin là 5000, sạc nhanh ở chế độ là 33W ha. Máy màn hình đục lỗ full hết tất cả, giá là 2.900.000 thôi mọi người nha. 2.900.000, máy đẹp cực kỳ luôn á, mua về chiến game máy này là ngon. 24 25 cũng là cùng một cục Redmi luôn. Xiaomi Redmi Note 12 6,67 inch màn hình cũng là Super AMOLED full HD cộng nha. Tần số quét của nó lên đến 120Hz á, RAM 8+3, bộ nhớ lên đến 128, chip Snapdragon luôn nha, chip Snapdragon là 685, pin là 5000, sạc nhanh ở chế độ là 33W, máy cực kỳ đẹp, màn zin, vỏ zin, men zin full hết tất cả ha. Đó, cáp sạc Type C hỗ trợ sạc nhanh. Con này thì chỉ lỗi duy nhất là cái cam á mọi người, kính cam nó có bị chày nè. Đó, vậy thôi, chỉ chày dài chút xíu nhưng mà chụp rất là nét. Giá con này thì để lại cho mọi người 3.900.000 nha, số 25. Rồi tiếp theo nè, số 27 là iPhone 5 SE ha. iPhone 5 SE con này là bản 16GB, máy quốc tế, chỉ bị mất vân tay, pin thay mới giá là 900 nha. Còn con này màu đen xám, màn đẹp nè mọi người. Đây, từ từ đi. Đó. Đó, con này thì SE, iPhone 5 SE bản 16GB bây giờ bán bằng con iPhone 5S luôn rồi, mọi người hiểu rồi ha. Đó. Con này bản 32GB cũng bị mất vân tay, pin thay mới giá là 1.000.000. Ok chưa? 5 SE cấu hình như một con iPhone 6S mà bây giờ bán như một con iPhone bán như một con iPhone 5S luôn. Bao rẻ nha. 5 SE thì mọi người biết rồi, mọi người cứ tham khảo đi. Cấu hình như một con iPhone 6S. Con này cũng là 5 SE nè. Số 28 nha. Nhưng mà đây là bản 32GB, máy full hết tất cả, màn zin, vỏ zin, men zin, pin là pin thay mới ha. Giá là 1.600.000 bản 32GB, zin từng con ốc luôn. Viền cạnh còn bao đẹp hết nha, không chạy xước nha mọi người, không chạy xước, bao đẹp hết, full hết tất cả. Giá 1.600.000 ha. Số 29. Số 29 và số 30. Đây. Đều là 6G. Đều là 6G nha, 29 trước nè. Bản 16GB, mắc quăng tai, pin là pin thay mới, máy quốc tế, không dính tài khoản, không iCloud, giá là 750.000 thôi nha. Đó, pin là pin thay mới, giá là 750.000 thôi. Con này là do màn đốm nên TT thanh lý giá bao rẻ luôn nha. 750.000 mà iPhone 6G này, màn nó bị như thế này nè mọi người. Nói chung là không sao hết, nó bị vít nhỏ nhỏ trên đây nè. Đó, đen đen trên đây nè, vít suốt nhỏ nhỏ trên đây thôi. Đó, mà giá thật sự luôn, bằng một cái màn ha. Mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu ngon lành. Nha. À, ngon lành nha, pin đó hay mới rồi, 7.500.000 thôi. 30 cũng là một con iPhone 6G, bản của nó là 64GB, mắt vân tay màu xám nha mọi người, màu bạc, màn hình màu trắng, 64GB là pin thay mới rồi, giá là 1.150.000 nha, màn hình hiển thị đẹp nha. Đây, full hết tất cả ha, Zalo, Facebook, YouTube các kiểu ngon. 1.150.000 nha, 6G bản 64GB. Rồi số 30 rồi đúng không? 31 nè mọi người. Đây. 30 số 31 là một con iPhone 6S bản 16GB,
mắt vân tay pin thay mới, vỏ viền thì có phải có chày nha. Con này số 3 giá 1,2 triệu thôi, iPhone 6s nha. 6s thì mọi cấu hình của nó tương đối ngon ha, US cao mạnh, thì mọi người mua về trải nghiệm thì nó sẽ rất là mượt luôn ha. Được cái là mắt vân tay với cái vỏ viền thì nó bị chày thôi, pin là pin thay mới rồi, 1,2 triệu. Số 31 nha. Rồi 32 nè. 32 là cũng là iPhone 6s bản 16GB. Và những con hai con này thì máy full hết tất cả, màn zin vỏ zin men zin full hết tất cả, pin là pin thay mới, màn rất là đẹp luôn nha. Ngoại hình cấu hình cũng đẹp, tầm khoảng 95 đến 97%. Đó, không một chày xước nha mọi người. Máy rất là đẹp, mua về là máy phụ ngon. Thì con này hiện tại thì đi thanh lý chỉ có 1,5 triệu một cây thôi nha. iPhone 6s bản 16GB máy quốc tế, máy đẹp keng nha mọi người. Có hai màu. Số 32 ha. Rồi tiếp theo số 33 nè mọi người. Số 33 là iPhone 6 Plus. iPhone 6 Plus bản 64GB máy quốc tế. Còn một hạt mình TT còn hai cây màu hồng nè và màu xám đen nè. Đó, màu hồng màn hình nó màu trắng. Máy ok hết nha. Đây. Máy ngon lành trên đào ha mọi người ha. Wow. Đó. Màn zin vỏ zin men zin nha, full hết tất cả, bản 64GB, máy đẹp tầm khoảng 97-98%. Giá là 1,650 triệu nha. iPhone 6S Plus 64GB. Còn hai màu, màu hồng và màu xám đen. 1,650,000 thôi, pin là pin thay mới hết rồi mọi người ha. Rồi số 33 đúng không? 34 nè. 34 và 35 đều là iPhone 6S Plus hết. 34 trước nha. 6S Plus bản 16GB máy quốc tế, full hết tất cả. À, mắt vân tay rồi mọi người. Bản 16GB máy quốc tế nhưng mà mắt vân tay rồi. Pin là pin thay mới. 6S Plus thì mọi người mua con này về chiến game là bao đã nha. Giá 1,6 triệu thôi. Màn hình nè. Đó. Máy ok. Rồi con này màn hình có phản quang nha mọi người, có phản quang một đốm nhẹ ngay chỗ này nè. Đây. Có một cái đốm nhẹ trên đây nè mọi người. Đây, trên đây nè. Nhưng mà màn zin nó chạy thôi nên để mọi người giá bao rẻ luôn. 6S Plus mắt vân tay mà giá có 1,6 triệu quá nha. Thật sự mua máy này về chiến game là ngon. Số 34 rồi đúng không? 35 nè. Cũng là 6S Plus. Con này thì 64GB, máy quốc tế. Được cái là bản 64GB nha. Con này thì cũng mắt vân tay. Pin thì là pin thay mới. Zin keng á, ngoại hình con này đẹp á mọi người. À, được cái là zin hết. Giá là 2,3 triệu thôi. Con này để lại cho mọi người 2,3 triệu nha. Số 35. Rồi số 36 nè. Số 36 là iPhone 7 Plus. Mình có hai cây. Giá như nhau. Con này là cái vỏ nó màu bóng á mọi người, còn con này vỏ nhám nha. Đó. Giá như nhau luôn. 2,7 triệu. 7 Plus bản 32GB máy quốc tế. Full hết tất cả, pin thì pin tầm 8x 9x trở lên, máy zin hết nguyên cây ha, màn zin vỏ zin men zin full hết. Đó, anh em thích lấy cây nào thì lấy, nói chung là pin thì ok, zin hết tất cả nha. 2,7 triệu một cây. Đó, một con là vỏ bóng, một con là vỏ nhám nha. Số 36 7 Plus á mọi người, 32GB. Số 37 nè. 37 là một con iPhone 8G bản 64GB máy quốc tế, pin là pin thay mới 100% nha. Full zin keng, máy rất là đẹp luôn á. Con này được cái là 8G thì nó nhỏ gọn, mọi người mua về thì được cái cấu hình 8G thì biết rồi, cấu hình cao mạnh, mua về là máy phụ thì ngon ha, full hết tất cả nha. 2,7 triệu thôi. 38. iPhone 8 Plus bản 64GB máy quốc tế, zin keng, pin là pin thay mới. Vỏ viền còn rất là đẹp nha mọi người, full hết tất cả. 3,9 triệu thôi ha. Nói chung là con này rất là ok, full hết tất cả, màn zin vỏ zin men zin nha. Đó, 8 Plus giá 3,9 triệu nha mọi người. Số 39. XS Max, iPhone XS Max bản 64GB máy quốc tế, zin keng nha. Con này thì người dùng họ dán cái miếng dán á mọi người, chống chày á, miếng dán, nói chung là miếng dán nè. Đó, mọi người không thích thì tháo cái miếng này ra, nhưng mà dán vô nhìn cũng rất là đẹp luôn ha. Zin hết tất cả nha, pin là pin zin luôn, 85%. Giá là 6,4 triệu nha. Con này là máy đẹp keng nha mọi người. Màn zin vỏ zin men zin bao đẹp, full hết tất cả ha. Cam thì bao nét. Đó. 6,4 triệu thôi. Rồi số 40 nè, con cuối cùng. iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro Max bản 256GB máy quốc tế, zin keng, pin là pin zin ha, còn 85%. Bản 256GB nha mọi người. Con này thì hiện tại TT thanh lý cho mọi người giá là 10 triệu. Ok chưa? Ha. Thanh lý cho mọi người giá là 10 triệu thôi. Máy bao đẹp nha. 11 Pro Max bản 256GB mà giá thanh lý có 10 triệu chẳng thôi, tặng đầy đủ phụ kiện. Quá ok ha. Máy zin hết tất cả nha mọi người. Rồi, thì video clip hôm nay hơi dài thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ha.
Rồi mọi người mua thì cứ liên hệ trực tiếp với TT nha, 0963 595 262 và số điện thoại để trên đây nè. Và cái ngày tháng thì TT để đây nè, mọi người lưu ý nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, bye bye nha. Và mọi người nhớ là cho TT một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ ha. Rồi, bye bye.